Thưa quý vị, cả nước sắp bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đây là một trong những kỳ nghỉ lễ dài trong năm. Đặc biệt, năm nay, ngày nghỉ giỗ tổ Hùng Vương cũng sát với kỳ nghỉ lễ này, dẫn đến ngày nghỉ của người lao động được kéo dài. Nhiều người lao động băn khoăn về chế độ lương thưởng trong dịp nghỉ lễ này, và nếu đi làm những ngày này thì sẽ được trả lương như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Năm 2023, giỗ tổ Hùng Vương rơi vào ngày 29 tháng 4 dương lịch, ngay trước các ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Ngày 29 tháng 4 là thứ Bảy, ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động được nghỉ bù vào tuần tiếp theo, tức là ngày mùng 2 tháng 5. Trong khi đó, ngày 30 tháng 4 trùng với ngày Chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù tiếp ngày mùng 3 tháng 5. Do đó, năm 2023, người lao động được nghỉ dịp giỗ tổ Hùng Vương. 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trong 5 ngày liên tục, từ 29 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5. Theo Điều 104 Bộ Luật Lao động, việc thưởng cho người lao động dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 do người sử dụng lao động quyết định. Ngay cả khi doanh nghiệp lựa chọn thưởng cho người lao động dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thì họ cũng được chủ động về mức thưởng và hình thức thưởng. Các quy định hiện hành cũng không giới hạn mức thưởng dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Tùy vào nguồn tài chính của doanh nghiệp mà người sử dụng lao động có thể thưởng nhiều tiền hoặc thưởng ít cho người lao động. Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ. Tiền lương làm thêm giờ được xác định theo Điều 98 Bộ Luật Lao động. Như vậy, nếu tính cả lương ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 được trả lương làm việc ban ngày nhận ít nhất 400% lương, làm việc vào ban đêm nhận ít nhất 490% lương.